Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ làm một vài cái video hướng dẫn lập trình web cho các bạn. Nội dung học lập trình web này thì hoàn toàn miễn phí và Đạt lấy cái nội dung học từ cái trang này gọi là trang Free Code Camp. Trang này là một cái trang hướng dẫn lập trình miễn phí hoàn toàn. Đạt cũng giới thiệu cái trang này cho rất là nhiều người bạn mà Đạt quen, những người mà muốn chuyển sang ngành lập trình hoặc là những cái bạn còn trẻ và muốn học lập trình mà không biết học ở đâu. Đạt hướng dẫn cái trang này. Tuy nhiên nó có một cái khá là bất tiện, đó là toàn bộ nội dung trang là bằng tiếng Anh. Cái nhất, cái thứ hai là có nhiều bạn không có sử dụng máy tính thường xuyên hoặc là mới sử dụng máy tính và không biết nhiều về cách sử dụng máy tính hoặc là cách học một cái ngôn ngữ lập trình như thế nào. Cho nên cái việc học có nhiều khó khăn, khó tiếp thu. Từ hôm nay thì mỗi ngày Đạt sẽ dành ra một ít thời gian và làm video up lên YouTube cho các bạn học miễn phí dựa theo cái nội dung ở cái trang Free Code Camp này. Trong quá trình dạy thì Đạt sẽ cố gắng giải thích làm sao cho các bạn không biết gì về lập trình, không biết gì về máy tính cũng thể học cách dễ dàng. Trong quá trình học, nếu mà các bạn có thắc mắc á, thì các bạn có thể lên cái diễn đàn ở đây. Cái diễn đàn này là diễn đàn dạy nhau học và đặt câu hỏi trên diễn đàn này, tại vì diễn đàn này đẻ ra là để mình học học lập trình. Trên diễn đàn này thì có rất là nhiều bạn giỏi, dĩ nhiên là giỏi hơn Đạt rất là nhiều và các bạn đấy có thể giúp Đạt trả lời cái câu hỏi cho các bạn. Còn khi mà các bạn hỏi trực tiếp lên YouTube á, thì Đạt nghĩ là đã không có đủ thời gian để vào trả lời cho từng comment thì mong các bạn thông cảm, cho nên là các bạn lên đây đặt câu hỏi thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và nếu mà các bạn mà chưa có account á thì các bạn có thể đăng ký account rất là nhanh để trang dạy học. Các bạn cứ bấm nút sign up này thì nó sẽ có option là các bạn giúp bằng Google, bằng Facebook, thì khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ cho mình vào. Đó là như vậy. Khi mà đăng ký xong rồi á thì ví dụ như ở đây đã có account rồi thì Đạt sẽ đăng nhập. Rồi thì do Đạt đã đăng ký xong thì Đạt có thể vào trang này và Đạt có thể đặt câu hỏi ở đây. Vì khi để đặt một câu hỏi thì các bạn bấm vào New Topic ở đây và các bạn đặt cái tiêu đề câu hỏi. Các bạn nên đặt câu hỏi có cái tiêu đề cụ thể rõ ràng về cái vấn đề mình đang mắc phải. Và ở đây các bạn chọn cái mục Programming và các bạn đặt câu hỏi ở đây. Sau đó các bạn có thể để thêm ví dụ như là HTML hay là cái gì đấy vào ở dưới này. Ví dụ chọn HTML thì các bạn sẽ có được một câu hỏi liên quan tới HTML và các bạn bấm tạo topic. Thì khi các bạn làm như vậy thì người khác sẽ nhìn thấy câu hỏi của bạn và giúp các bạn trả lời câu hỏi đấy. Bây giờ thì mình sẽ hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn lập trình web ở cái video đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.